5 năm xa xứ, chàng trai vờ là người lạ gặp mẹ, dẫn cả trâu lẫn nghé. Cụ thể, chủ nhân của clip là anh Nguyễn Văn Quang, 26 tuổi, quê Lộc Hà, Hà Tĩnh. Cách đây 5 năm, bố không còn, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nên chàng trai đã quyết định đi xuất khẩu lao động để giúp đỡ mẹ phần nào. Anh chàng sang Đài Loan làm việc cho một nhà máy. Do không quen lối sống, đồ ăn cũng như áp lực làm việc khiến anh gặp nhiều khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như gục ngã ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, nhớ tới mình còn mẹ già ở quê nên chàng trai đã vực dậy tinh thần. Sau thời gian làm chính, anh còn đi bốc phát, dọn dẹp vệ sinh để kiếm thêm thu nhập. Cuối cùng, sau 5 năm tích góp, chàng trai đã có thể xây nhà cho mẹ. Để tạo bất ngờ cho bà, anh Quang đã bí mật cùng vợ con về nước. Vợ của anh Quang là một cô gái ở Quảng Bình cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Những người đồng hương xa xứ gặp nhau khiến họ có sự đồng cảm, thấu hiểu. Cả hai nhanh chóng thành một đôi khi bạn gái có thai. Anh Quang xin phép gia đình hai bên làm báo hỷ ở Đài Loan. Hiện tại, con trai của cặp đôi đã được 8 tháng tuổi. Mặc dù thường xuyên trò chuyện với vợ chồng con qua điện thoại, nhưng mẹ anh Quang vẫn chưa một lần được gặp mặt con dâu và cháu nội. Chính vì thế, lần này anh Quang muốn tạo bất ngờ cho mẹ bằng cách đi một về ba. Tôi không về một mình mà còn có cả vợ con, đi một mà về ba thì mẹ tôi chắc chắn rất sung sướng. Tôi muốn chuyến trở về của gia đình nhỏ phải thật sự đặc biệt, anh Quang chia sẻ với Vietnamnet. Vậy là người đàn ông đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho mẹ. Anh nói rằng có một người bạn ở công ty nội thất đến tư vấn lắp đặt cho nhà mới, nhờ mẹ ở nhà đợi. Trong vai người tư vấn nội thất, anh Quang đeo khẩu trang về gặp mẹ. Vì 5 năm xa nhà, vóc dáng của chàng trai có sự thay đổi lại đeo khẩu trang, nên người mẹ nhất thời không nhận ra. Chỉ đến khi con trai tháo khẩu trang, bà mới vỡ òa hạnh phúc. Người mẹ không kiềm chế được những giọt nước mắt, bà cũng vội chạy ra xe để đón con dâu và cháu nội vào nhà. Khoảnh khắc bế cháu nội trên tay, người phụ nữ nở nụ cười tươi rói hạnh phúc ngập tràn. Thấy con cái có được niềm hạnh phúc của riêng mình, cha mẹ cũng cảm thấy vui lây. Bạn nghĩ sao về việc những người con bất ngờ xuất hiện trước mặt bố mẹ như vậy? Cùng để lại bình luận bên dưới cho Tình Bà Phúc biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.